Yes sir, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của thằng ca sĩ đẹp trai nhất Free Fire. Ok, thì ngày hôm nay sẽ tiếp tục với một video reaction Free Fire nữa các bạn nha. Và người ngày hôm nay mình reaction đó chính là Vgaming FF. Thì trước khi vào video reaction ngày hôm nay, các bạn nhớ bấm cho mình một like và một lượt đăng ký kênh. Còn link của bạn Vgaming thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho tất cả các bạn nha. Qua xem video nhớ là bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Vgaming các bạn nha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào xem đoạn video highlight mới nhất của Vgaming có tên là Hành trình đến thách đấu 93 sao lối bắn thực dụng hiệu quả. Ok, vô nào các bạn ơi. Đấy, bấm cho Vgaming một like các bạn nha. Rồi, vô. Bà. Ui. Vừa vào thấy quả nhạc căng ấy nhỉ. Ui. Nghe quả nhạc này có vẻ là hơi hồi hộp các bạn ạ. Chắc cái tình huống này rất là căng. Bắt đủ. Giấu vị trí à? Giữ tim anh em mà không là tim đập ra ngoài anh em ấy. Căng quá. Cục 2. Trời ơi, xem highlight mà áp lực quá các bạn ạ. Vâng trời ơi chơ. Rồi xong, nốc hết rồi, còn một mình Vgaming thôi anh em. Rồi gục rồi anh em, còn một. Toàn pro thôi. À đụng. Ôi. Ui. Cắn thế nhỉ? Phải nói là rất là áp lực trong tình huống này các bạn nhá. Tại vì tỷ số là 3 đều rồi. Đấy. Một viên ấy. Hay. Rất là áp lực nha các bạn nha. Rất là hay. Vgaming FF. Chào tất cả mọi người. Tôi Vgaming Free Fire. Thì đây là một clip hành trình đến thách đấu của tôi. Để mà nói kiếm được một đoạn highlight trên trang thách đấu cực kỳ là khó khăn và tốn rất là nhiều thời gian chơi game. Nhưng anh em tự chiến thì ai cũng đều biết trên trang thách đấu căn 1, căn 2 là cả vấn đề rồi. Chưa đúng. Nói đến cả căn tem và mình còn bị gãy nữa anh em. Cộng thêm ghép trận rất là lâu, nhiều khi gặp hack hay xài đồ nữa. Nên là cái việc leo rank rất là khó khăn với tụi tôi luôn. Ở đây tôi đi ghép ngẫu nhiên nên là nhiều lúc cũng gặp nhéo. Đi ghép ngẫu nhiên để làm highlight phải nói là rất là khó các bạn nhá. Tại vì mình đã từng thử đi ghép ngẫu nhiên khá là nhiều lần và mình thấy là đa số ghép ngẫu nhiên ấy là toàn gặp những người bắn nó khá là yếu các bạn ạ. Đấy, kiểu như vậy, và tem bên kia là khá là rất là pro, kiểu như vậy các bạn ạ. Đấy, thì nói chung là kiếm được một đoạn highlight nó đã khó rồi mà đây bạn đấy còn đi ghép ngẫu nhiên để làm highlight phải nói là rất là tâm huyết các bạn nhá. Cho nên là các bạn nào mà xem video của bạn đấy nhớ là bấm like và đăng ký kênh cho Vgaming các bạn nhá. Rồi, xem tiếp anh em. Rồi, vô. Cân 4 M500. M5XX à? Quá cả trời ơi chơ. Ơ, hình như là mình có nghe cái tiếng nhạc vừa rồi thì phải các bạn. Cái tiếng nhạc mà bạn đấy lúc bạn đấy đang nói các bạn. Phải không nhỉ? Ờ đúng. Ở đoạn này hình như là bạn đấy edit bị lỗi hay sao ấy. Wow. Giá đạn vào đầu. Đồ. À hết rồi. Đây hết rồi. Đây đoạn này mới hết này anh em. Vừa nãy nó bị trùng nhạc anh em ạ. Nghe nó kiểu như cứ đô. Huê nha. Đang hit mình Sike. Tục 2. Hay nha. Ra đạn là vào đầu các bạn ạ. Vâng cả trời chơ. À đồ. Full đỏ luôn anh em, không có dính một viên máu vàng nào luôn. Ghê nhá. Khát nha.
Hay. Ủa cái pha kia bắn nó không dính một viên máu đỏ nào luôn anh em ạ. Nhầm, không dính một viên máu vàng luôn anh em. Ôi chớp. Ôi cô coi. Được. Ơ, 180 máu anh em, lục bạc bắn yếu nhỉ? Hình như là thanh niên kia đúc bê tông vào đầu thì phải. Bắn cái 180 máu, bắn cái chơi chơi. À đâu. Rồi xong phục hết rồi anh em. Còn hai. Hay. Còn một. Pha này mình dáng kéo kiếm thêm ăn sót. Không kịp đọc anh em cái gì đấy. Pha này mình dáng kiếm pha ăn sót đẹp à? Ok. Ăn sót. Trận này mình thắng với cả MVP đồng đội không chửi à? Ok. Chung trận vừa nãy à? Mém gấy à? Lại ba đều anh em ạ. Lại căng rồi anh em. Lại căng rồi đấy. Trợ liệu cắn máu. Ôi cô quay. Hay. Gì vậy? À lại cái thằng vừa nãy anh em ạ. Rao đầu ăn shot bị ông này lụm mà. Ok. Là ghép lại gặp trận vừa nãy tiếp anh em. IQ xử lý à. Mình thấy khá là hay các bạn nhá. Trong đoạn highlight của VGaming là có cả những cái tình huống kiểu như là bạn đấy xử lý mà bạn đấy cảm thấy là ok đấy các bạn, thì bạn đấy sẽ kiểu như là có cái dòng chữ ở trên cái màn hình để cho các bạn tham khảo, để cho ví dụ như các bạn có gặp tình huống như vậy thì các bạn xử lý giống bạn đấy ấy. Rất là hay các bạn nhá. Hay. Ném lượng băng khá là hay đấy. Mình rất thích xem highlight xử lý các bạn ạ, tại vì nó rất là hay. Phun đỏ nhiều là bây giờ mình chán rồi các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình chỉ thích xem những cái pha xử lý gọi là hay thôi anh em. Nó đây anh em ạ. Nó đây anh em. Cái pha này rất là thông minh nha. Đây các bạn để ý này, từ. Đó. Đây đúng không? Bạn đấy phát hiện có một bạn đứng ở trên kia đúng không? Nếu mà đứng ở dưới sẽ không bắn được, và bạn đấy rất là thông minh nhảy lên cái thùng này đó. Rất là thông minh nha. Hay đấy các bạn ạ. Xử lý rất là tinh tế luôn anh em. Bay đầu luôn anh em. Một viên đúc. Rồi gục. Mình thấy là VGaming xử lý rất là tinh tế các bạn nhá. Một thằng trên nóc à. Đối diện một thằng đang mắc qua. Uầy. Quan sát rất tốt nha các bạn nha. Vì mình quan sát rất là tốt nha. Hay. Còn một. Tay đôi luôn. Ê, trọt ngay. Hay đấy các bạn ạ, rất là đẳng cấp nha. 87 sao. Quá là xui pha này à. 1-1 rồi. Hay. Quay cái trường. Ở đâu? Ờ pha này đúng là xui anh em. Ôi. Cái gì vậy? Đấy nha, bắn một viên vào đầu không nốc luôn các bạn. Đấy xong quay lại người ta bắn bốp vào đầu nốc anh em. Chớ. Ơ nhưng mà đây là round đầu tiên các bạn ạ, round đầu tiên mà đúng không? M500 nếu mà round đầu tiên sẽ bắn gục thằng địch mà đúng không? Hình như là bên kia là sử dụng like các bạn ạ. Nhưng mà hình như là nếu mà có sử dụng like mà round đầu tiên thì mình nghĩ là nó vẫn như vậy thôi các bạn ạ, vẫn headshot một viên là đi thôi các bạn. Pha này đúng xui luôn các bạn.
Alo. Lựu đạn. Mình thấy là Vgaming thiên về xử lý hơn các bạn ạ. Và mình thấy là IQ xử lý của bọn này rất là cao luôn. Hay. Ủa. Alo. Tư duy xử lý à? Mình xem có mấy pha bạn đấy xử lý rất là hay các bạn nhá. Mình cũng không ngờ được là bạn đấy lại xử lý hay đến như vậy luôn các bạn. Như cái pha nhảy thùng ấy các bạn, pha đấy là mình thấy rất là tinh tế luôn các bạn ạ. Và mình thấy là bạn này quan sát rất là tốt luôn các bạn. Đấy, vì mình quan sát rất là tốt các bạn nhá. Hơi căng thui à. Nhạc lại lên rồi đấy các bạn ơi. Đâu. Rồi xong rồi. Win nha. Alo. Alo, vãi cái chớt. Hay. Hai người rồi anh em. Không hiệu quả hoa mỹ à. Hay. Mình thấy cách bắn của Vgaming là thiên về xử lý các bạn ạ, không có kiểu như múa máy nhiều anh em. Hay nhá. Danh cao mình sử dụng lối bắn cẩn thận tư duy à. Hay. Xem highlight của bạn này, bạn đấy ghép nhạc mà kiểu như thấy căng quá các bạn ạ. Hay. Kéo tâm cũng rất là ghê nha các bạn nha. Chú. Vãi cả trưởng. Gần thế này mà headshot được. Alo, ôi hết rồi anh em. Ôi. Rất là hay các bạn nha. Và mình thấy là cái lối bắn của Vgaming ấy là bạn ấy thiên về xử lý nhiều hơn các bạn ạ. Và phải nói là cái IQ xử lý của bạn này cực kỳ cao luôn các bạn. Đấy, mình rất thích cái pha xử lý mà kiểu như bạn đấy nhảy lên thùng mà bắn cái bạn ở chỗ cái khu vực gì nhỉ? Cái khu vực đập thủy điện đấy các bạn. Đấy, cái tình huống đấy rất là hay các bạn nhá. Và trong cái đoạn video của bạn này, bạn đấy còn có thêm những cái dòng chữ để kiểu như là những cái đoạn nào bạn đấy xử lý hay ấy, bạn đấy có thể là chạy cái dòng chữ để hướng dẫn các bạn xử lý ấy. Các bạn cũng có thể học hỏi về cái cách xử lý của bạn đấy, cũng khá là hay đấy các bạn ạ. Ok, thì video của mình đến đây là kết thúc các bạn nha. Nếu các bạn cảm thấy video hay, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Còn link của Vgaming để dưới mô tả nha anh em ơi. Qua xem video nhớ là bấm like và đăng ký kênh cho Vgaming các bạn nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.